vợ ơi. Tại sao vậy? Tại sao ông không lên tiếng chứ? Tại sao ông đứng đó như trời trồng vậy? Ông không hổ thẹn khi thấy cảnh con trai mình chết hay sao? Ông đã giết chết con trai mình rồi, ông biết không? Ông biết không? Mà tôi cầm thù ông đồ bất nhân. Bao giờ ông mới chịu dừng lại chứ? Ông nói đi, 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 ông nói đi. Ba, bình tĩnh lên đi ba. Má, ba làm như vậy là ba thí vị nó. Tại sao vậy hả ba? Từ nay ba nhận là thằng Hiệp, con trở thành người vô hình đối với ba rồi, đúng không ba? Ba hãy tự hỏi lại bản thân mình xem ba có quá bất công hay không chứ. Thằng Hiệp muốn giết con, nó đã thuê chỗ này thủ tiêu con bằng tiền của ba đó. Ba nghe con nói đây,
Thằng Hiệp cũng giết con. Thằng Hiệp cũng giết con. Ba ơi, cứu con dậy ba. Mấy người bình tĩnh lại. Gió, gió. Mẹ ơi, ba đi đâu? Sao không thấy về vậy mẹ? Ba con đi xa rồi. Đi xa là ở đâu vậy mẹ? Ba không nhớ mẹ con mình sao? Ba hứa hè này ba dẫn mẹ con mình đi du lịch Disneyland mà. Vậy ba có về kịp dẫn mẹ con mình đi không? Tại sao vậy? Tại sao lại giết anh ấy chứ? Không phải ngay từ đầu anh đã hứa với em là không làm hại anh ấy mà. Tại sao phải đến mức này chứ? Tại sao lại bắt em phải chứng kiến cảnh tượng đau đớn này chứ? Tại sao lại ác với em như vậy hả? Chuyện này ngoài ý muốn em à. Anh không ngờ lại dẫn đến cái chết của Võ. Anh nói láo. Anh đã sắp đặt hết và không cho em biết. Anh đã nói là ngoài ý muốn mà. Anh biết em đang bị sốc, nhưng nên nhớ cái chết của ba mẹ mình còn thê thảm hơn nhiều. Em phải nhớ rằng gia đình đó là kẻ thù không đội trời chung với anh và em. Thù này trả đến chừng nào mới chấm dứt đây? Em không muốn nghe những chuyện oán thù hay trả hận gì đó nữa. Em không muốn nhớ tới những chuyện đó nữa.
anh có nghe được những gì mà con em hỏi ba nó hay không? Em không thể nào mở miệng mà nói với nó rằng ba nó đã đi xa và không bao giờ trở lại nữa. Con gái em có tội gì mà lại lôi nó vào cuộc trả thù này chứ? Tại sao nó phải chịu cảnh mất cha khi nó hoàn toàn vô can trong chuyện này? Nguyệt à, em bình tĩnh đi, nghe anh nói đã. Em không muốn nghe nói gì nữa hết. Em không muốn thấy mặt anh nữa. Khó trách được, nó sốc khi chứng kiến cái chết của chồng. Dù sao thì cũng là tình nghĩa vợ chồng mà. Đúng là đàn bà con gái mềm lòng và quý mị. Những cái chuyện này đều do tên Tùng gây ra, và em của con cũng chỉ là nạn nhân thôi. Nó cũng là con người nên cũng dễ bị dao động. Từ từ đợi cho nó bình tâm rồi hãy gặp nó. Nhưng mà nếu nó không hợp tác thì mình khó mà thực hiện kế hoạch trả thù tiếp theo. Con nói thì cũng có lý, nhưng có lẽ con nên chậm lại một chút để cho mình tận hưởng cảm giác của kẻ chiến thắng. Có lẽ giờ này tên Tùng đang gặm nhấm nỗi đau mà không thể nào thốt ra được. Con nên ra mộ thắp nhang cho ba má để chung niềm vui này. Dạ. Ba mẹ à, hôm nay con rất vui vì đã làm được một việc mà con nghĩ ba mẹ sẽ rất là hài lòng. Nếu ba mẹ còn sống thì sẽ chứng kiến được cảnh lão Tùng gian ác, bất lực nhìn đứa con trai của mình chết thảm thương. Con không hổ thẹn nói với ba mẹ rằng con xứng đáng là con trai của ba mẹ. Con sẽ lo cho Nguyệt. Ba mẹ cũng đừng buồn vì nó nông cạn nên thiếu suy nghĩ. Ba mẹ linh thiêng, dạy chỉ cho nó đường đi rõ ràng để phân biệt được trắng đen nghe ba mẹ. Tao không biết mày đang nói gì. Nè, đừng có đứng trước mặt tao mà lớn tiếng như vậy nha. Bây giờ trả lời đi, cái mày muốn là gì? Cái chức giám đốc hay là toàn bộ công ty? Không phải đây là điều nó muốn hay sao chứ? Chứ không phải là chính nó. Nó đã cấu kết với bọn bắt cóc anh Võ để đẩy anh nó vào bước đường này hả? Đến kết cục này hả? Anh Võ!
Anh đừng vậy nữa mà. Anh sẽ không ổn nếu như cứ kéo dài tình trạng này. Anh phải cố gắng vượt qua để lo cho bác nữa. Em sợ bệnh bác sẽ tái phát trầm trọng. Má, anh ngủ rồi hả? Bác vừa uống thuốc an thần và tiếp đi. Trúc, cái chết của anh Võ có phải anh là người đã gây ra đúng không? Nếu như anh đừng ngang bướng thì đã không xảy ra chuyện tày trời này đúng không em? Anh đừng có để bụng lời của chị Nguyệt nói. Chị ấy quá đau buồn nên không bình tĩnh để mà suy xét lại. Công an đã điều tra và kết luận anh không dính dáng gì đến bọn bắt cóc. Đâu ai nghĩ anh như vậy đâu. Nhưng mà chị ấy nói cũng có phần đúng mà em. Dù là vô tình hay là cố ý đi nữa thì anh cũng là người hại chết anh ruột của mình, làm cháu của mình phải mồ côi cha khi mới 7 tuổi đầu. Anh đừng như vậy mà anh. Không vậy anh biết phải làm gì trong lúc này hả em? Anh không thể nào ngủ được. Anh vừa nhắm mắt thì hình ảnh bên bờ sông, thì cái chết của anh Võ cứ hiện ra mùng một. Tại sao? Tại sao là như vậy chứ? Tại sao trong vali lại là tiền âm phủ chứ? Nếu như không thì bọn nó đâu có điên tiết bắn chết anh Võ chứ. Anh hoang mang lắm. Anh hãy bình tâm lại và suy xét xem tại sao số tiền trong vali lại biến mất và thay vào đó là tiền âm phủ. Ai đã làm chuyện này khiến cho bọn giang hồ tức giận và bắn chết anh Võ? Chuyện này chính là mấu chốt của sự việc và là điểm đáng nghi ngờ nhất. Con là Hiệp. Con đến nhà tìm ba nhưng không gặp. Con nghĩ là ba đang ở đây. Có phải ba đã kỳ vào bữa con quá chịu đúng không? Có phải con thấy áp lực khi ba đòi hỏi con hết chuyện này đến chuyện khác đúng không? Võ, ba xin lỗi con. Ba không biết ba vô tình đã làm cho con sống trong tâm trạng u buồn suốt thời gian dài như vậy. Từ lúc con đạt điểm 10 đầu tiên môn toán đem về khoe ba, ba đã thấy được ánh mắt u buồn của con khi ba dửng dưng không một lời khen thưởng động viên. Ba chỉ nghĩ điểm 10 đó là điều tất nhiên con phải đạt được vì con là con trai của ba. Rồi khi lớn lên,
con lén ba đi học thanh nhạc. Ba đã đập nát cây đàn trước mặt bạn bè và thầy giáo và lôi con về tập trung vào việc học kinh doanh. Ba đã đặt trên vai con gánh nặng mà suốt cuộc đời này chưa một lần nào con cãi lời ba. Ba đã sai rồi. Ba biết mình đã sai rồi, Võ ơi. Ba, ba đừng vậy mà ba. Nếu mà anh Võ thấy ba đau khổ thì chắc anh ấy sẽ không yên lòng ra đi đâu. Có phải ba đã quá bất công với con đúng không? Có phải ba cứ nghĩ mình là người làm gì cũng đúng và bắt con phải làm theo sự sắp đặt của ba? Nếu không thì con đâu có chết thảm như vậy. Ba, con cũng biết cái chết của anh Võ. Con cũng có một phần trách nhiệm vì tính ngang bướng của mình. Nhưng con thắc mắc muốn hỏi ba một chuyện. Tại sao 4 tỷ trong vali lại biến thành tiền âm phủ? Ba đã kiểm tra tiền trong vali đó là khi nào? Ba có thấy gì khuất tất trong chuyện này không? Vậy con muốn ba trả lời thế nào? Ba, sao ba lại hỏi con như vậy? Con chỉ muốn rà soát lại sự việc vừa qua. Như vậy có làm cho thằng Võ sống lại không? Con lại muốn chứng minh và chứng tỏ gì ở đây nữa? Cái chết của anh con không làm cho con tỉnh táo và kiểm điểm lại bản thân con sao? Ba, không lẽ là ba vẫn nghi ngờ cái chết của anh Võ là do con thông đồng với bọn bắt cóc sao? Chẳng lẽ ba tin những gì chị Nguyệt nói sao? Anh Võ vẫn là anh ruột của con mà ba. Con đâu đến nỗi tán tận lương tâm sai người giết chết anh ruột của mình chứ. Ba sẽ không để cho thằng Võ chết một cách oan ức đâu. Từ lúc đầu con nhất quyết lên Sài Gòn để tìm ra bi kịch của gia đình là má đã linh tính có chuyện chẳng lành xảy ra rồi. Cũng bởi cái tính gàn bướng cố chấp của con mới gây ra quả cho anh con đó. Phải chi ngày đó con nghe lời má thì đâu có xảy ra oan nghiệt như vậy. Bây giờ con sáng mắt ra chưa hả Hiệp? Má, má cho con được phép nói. Con biết là mình phải chịu một phần trách nhiệm trước cái chết của anh Võ, nhưng không vì vậy mà con chấp nhận rút lui khi mà mọi việc chưa được sáng tỏ. Con muốn tìm ra kẻ đã ném đá dấu tay và đứng sau lưng chuyện này. Chắc chắn là họ đang nhắm vào gia đình mình và muốn hãm hại ba. Xâu chuỗi lại sự việc thì cái chết của anh Võ có sự sắp đặt và đổ hết tội cho con và đã gây ra cảnh tương tàn. Con muốn làm má tức chết luôn hả Hiệp? Bây giờ không có cần tìm kiếm nguyên nhân gì nữa hết á, không có cần làm sáng tỏ chuyện gì nữa hết á. Bỏ hết đi. Má đã cảnh báo với con ngay từ đầu rồi, con dính vô ông ta thì không có chuyện gì tốt đẹp hết á. Con à,
Con cứ xem như là không có người cha này đi. Ông ta không có đáng để con gọi bằng cha đâu, con biết không? Để đạt được mục đích đó, ông ta không từ bỏ một thủ đoạn nào hết trơn đó, cho dù người đó là người thân trong gia đình. Ma chỉ sợ con bị ông ta lợi dụng để mà thực hiện hành vi đen tối của ông ta thôi. Nhưng con không tin điều đó. Thôi được rồi, bây giờ con cứ làm những gì mà con cho là đúng đi. Ngày mai má sẽ về quê một mình. Còn con á, con muốn về quê với má hay không là tùy con. Con muốn làm cho má tức chết, má chết sớm á, thì con cứ làm theo ý của con đi. Má, má, má. Chị Nguyệt, em đến thăm bác trai. Để chị hỏi ý ba đã. Dạ, em có điện thoại hỏi ý bác trước rồi. Vậy em vô nhà đi. Dạ, vô đi ba. Hai người vô phòng khách ngồi đợi. Để chị lên lầu mời ba xuống. Dạ. Dạ con chào bác. Đây là ba của con. Chào anh. Dạ chào. Mời anh ngồi. Nghe ông anh bị bệnh mà hôm nay mới tới thăm. Thiệt là không phải. Anh đừng khách sáo, cứ ngồi nói chuyện tự nhiên là được rồi. Mà ông anh khỏe hẳn chưa? Tôi thấy cũng đỡ nhiều rồi. Dạ. À, anh ngồi chơi, để tôi lấy miếng nước. Dạ dạ. Dạ bác, để con đi lấy cho. Ông anh năm nay bao nhiêu? Nhìn thấy còn khỏe mạnh lắm. Dạ. Dạ năm nay tôi được 50. Nhìn ông anh so với trước đây kém đi nhiều, nhưng mà không thể nào không nhận ra. Ông anh biết tôi trước đây sao? Hồi nào vậy? Dạ. Con mời bác và ba uống nước. Tôi xin phép ông anh, tôi đi vệ sinh một chút. À, anh đi đây. Dạ. Dạ. Con thấy dạo này bác ốm đi nhiều. Bác uống nước đi bác. Hiệp nói sao rồi con? Dạ, anh Hiệp có vẻ suy sụp và lặng lẽ lắm. Suốt ngày anh cứ đi ra đi vô, không nói với ai tiếng nào hết á. Con không biết là giữa bác và anh ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà con chưa bao giờ thấy ảnh như vậy hết. Con cũng không biết làm sao để giúp nữa. Có phải anh đã mắc sai lầm gì không bác? Bác cũng không biết nói sao với con hết. Nhưng bác khó mà chấp nhận được thực tế. Và trong lòng hiện nay đang mâu thuẫn lắm con à. Con đến đây để hỏi thăm sự việc. Nhưng bác đã nói vậy rồi thì con không dám hỏi thêm nữa. Nhưng có một điều con cần nói cho bác biết, là anh Hiệp rất tin tưởng và tôn trọng bác. Chuyện năm xưa anh không có chứng kiến, nhưng anh Hiệp luôn luôn khẳng định là bác vô tội. Anh gặp bác không phải vì tham vọng hay là quyền lợi, mà chỉ vì muốn tìm ra nguyên nhân để xóa bỏ hận thù đang ám ảnh gia đình mình. Những gì anh Hiệp đang chịu đựng ngày hôm nay thật không dễ dàng chút nào. Hơn lúc nào hết, anh ấy rất cần sự tin tưởng của người thân để vượt qua sóng gió này. Đối với anh Hiệp, bác là người rất quan trọng. Cảm ơn con đã đến đây và nói với bác những lời này. Dạ, con thấy mình không giúp được gì cho anh Hiệp. Con cũng rất khổ tâm, nên mới có ý định gặp bác để may ra còn có cách. Trời ơi, đúng là bị thử mà. Nó bự thiệt đó nha. À, toilet nhà này còn đẹp hơn nhà vệ sinh của mình dưới nữa. Dạ, con xin phép bác con về. Về đi ba. Ủa, về hả? Mới tới mà. Mình về để cho bác còn nghỉ ngơi nữa. Ông anh mệt thiệt hả?
Về đi ba. Tôi bác con về. Đi về ba. Tôi bác con về. Có phải ông thật tâm tìm tôi trong suốt thời gian qua để được giải thích và được nhận lời tha thứ từ tôi sao? Có phải ông nói rằng suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ nhắm mắt nếu không rửa được tội danh kẻ sát nhân mà tôi đã gán ghép cho ông suốt mấy chục năm trời? Bây giờ ông đã hiểu vì sao tôi cố chấp và trốn tránh không bao giờ muốn gặp mặt ông. Vì sao tôi cố tình ngăn cản không cho thằng Hiệp đến gặp mặt ông? Linh tính báo cho tôi biết trước, sắp bắt đầu những chuỗi ngày không được yên ổn. Thằng Võ chết, tất cả mọi người đều trút hết tội lỗi vô đầu thằng Hiệp, xem nó như là thủ phạm giết chết anh của mình. Còn ông, ông nghĩ sao? Tất cả những chuyện từ thâm niên cho đến bây giờ đều là do ông gây ra. Phải chỉ ông để cho má con tôi được yên ổn thì đâu có chuyện gì xảy ra. Phải chỉ ông được đem thằng Hiệp vào nhà để cho anh em nó xích mích bất hòa thì đâu dẫn đến hiểu lầm như ngày hôm nay. Ông chính là thủ phạm đã giết chết hai đứa con của mình. Tôi không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Tôi thật sự không muốn. Tôi thật sai lầm khi nghĩ rằng trốn tránh là chấm dứt được mọi chuyện. Để chuyện xảy ra cho đến ngày hôm nay như giọt nước tràn đi và không thể nào quay lại được. Tôi đến đây để nói cho ông rằng suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Cho dù có nói ngàn đời sự chân thật, cho dù trên đời này có tận thế, thì người đàn ông đứng trước mặt tôi vẫn là hận thù không đợi trời chuông. Quên thằng Hiệp đi, xem như không có đứa con này. Hãy để cho má con tôi được sống yên ổn suốt quãng đời còn lại. Đừng có đem con làm con cờ, làm bình phong giả nhân giả nghĩa nữa. Thật chua xót cho tôi nếu ai nhìn thấy ông đứng nhìn tấm hình vợ mình hàng giờ như vậy. Chắc họ sẽ cảm động và khen ngợi ông là người chung thủy. Đâu ai biết được đó là tấm vải che đậy sự dối trá cùng cực của một con người. Ông đã làm tôi ghê tởm và khinh bỉ người đã từng đầu óc tay gối với mình. Tôi xin ông đó, đừng bao giờ đem vợ con làm vật tế thần cho cái tham vọng không điểm dừng của ông nữa. Thank you.
Bao giờ thì em định dừng tay đây? Dừng tay? Chưa bao giờ anh nghĩ tới chuyện đó. Khi kẻ thù vẫn chưa có kết cục thảm hại như anh muốn. Bấy nhiêu đó đã quá đủ rồi. Anh có biết là anh đang làm gì không? Giết người đó. Một mạng người chứ không phải là chuyện đùa. Như vậy vẫn chưa đủ đâu. Năm xưa chính hắn đã ra tay sát hại hai mạng người. Đó là ba mẹ của anh. Hôm nay anh bắt hắn phải trả gấp đôi. Hai đứa con của hắn và vợ của hắn, và kẻ cuối cùng chính là hắn. Em cảm thấy ghê sợ anh rồi đó. Tại sao lại trở nên côn đồ và máu lạnh như vậy? Mới đầu em nghĩ anh về để trả thù. Dây định là làm cho kẻ thù tán gia bại sản và lao vào đường cùng. Em không nghĩ anh lao vào chỉ bắt cóc giết người một cách tàn nhẫn như vậy. Và em cũng không thể để anh tiếp tục xa vào con đường tội lỗi nữa. Mạng phải trả bằng mạng, đó là lẽ công bằng. Hắn phải trả giá gấp đôi cái mà hắn đã nợ gia đình của anh. Lâm Minh, nếu như anh yêu em thì hãy nghe em nói. Em không muốn anh trượt dài trong hận thù chồng chất. Em không muốn anh gặp nguy hiểm, anh biết không? Nếu yêu anh, em nên tự hiểu. Anh không còn lựa chọn nào khác là phải trả thù. Bao nhiêu năm qua, anh chỉ mong có được ngày hôm nay, ngày mà ba mẹ của anh ngậm cười nơi chính suối. Ba mẹ của anh không bao giờ muốn con của mình lao vào con đường tội ác và lún sâu trong tội lỗi. Có phải anh bị xúi dục không? Có bao giờ anh nghĩ là đó là một âm mưu thâm độc, mà anh chỉ là công cụ để cho họ điều khiển? Tóm lại, em muốn nói gì? Anh biết em muốn nói gì mà. Anh biết là em không thích chú Tính vì đã ngăn cản tình cảm của anh và em. Nhưng mà trong thâm tâm thì lúc nào anh cũng xem chú Tính là người đã sanh anh ra lần thứ hai. Nếu không có chú thì anh đã chết dưới tay lão Tùng rồi, khi trên đầu còn quấn chiếc khăn tang. Đối với anh, chú Tính là người ơn. Em thì nghĩ ngược lại. Anh đã được nuôi lớn lên bằng liều thuốc độc thời gian. Ông ấy đã cứu sống anh, nhưng tại sao chỉ chăm chăm đẩy anh vào con đường chết không lối thoát? Có bao giờ anh bình tĩnh ngồi suy xét lại chuyện năm xưa một cách có lý không? Em không là người trong cuộc, nhưng trực giác mắt thấy tai nghe, em nghĩ ông Tùng không phải là thủ phạm giết chết ba mẹ anh đâu. Mẹ của anh đã chết trước mặt của anh vì uất ức, nhìn kẻ thù giết chồng mà không thể làm gì được hết. Em hỏi anh, có phải chính anh đã tận mắt chứng kiến ông Tùng giết chết ba của anh không? Chính chú Tính đã nói với anh điều đó. Lại là chú Tính. Anh như con thiêu thân lao vào ánh sáng. Anh điên cuồng mù quáng rồi, anh biết không? Anh hãy dừng tay lại đi trước khi quá muộn. Im đi! Anh im đi! Nếu nhìn tình lộn Tính thì có ngày chết không kịp hối đó. Thank you.
Dạ cô chủ, cô ăn gì chưa? Để tôi dọn cơm cô ăn nha. Tôi không có đói. Cô ra ngoài đi. Dạ. À mà nè, ông chủ đâu? Dạ ông đang ở trong phòng. Hồi trưa ông tiếp khách xong ông vào phòng luôn, không có thấy ra ngoài. Tiếp khách hả? Ờ, có cái ông gì đó mà ba của cô Trúc á, có đến đây một lần rồi đó. Vậy ba tôi và người đó gặp nhau nói gì vậy? Dạ tôi cũng không biết nữa. Mà ông chủ kêu ông đó vô phòng nói chuyện rất là lâu. Ừ, chị ra ngoài. Dạ. Đi. Alo, anh nghe nè. Em có linh cảm không được tốt. Ông già ba vợ của thằng Hiệp cứ đeo bám sau lưng em, phiền phức quá. Lão ta sẽ không làm gì được đâu ha. Anh đừng có chủ quan. Hôm rồi ông gặp em nói năng lung tung, bây giờ còn tới tận nhà để gặp ông Tùng. Thật sao? Chị theo em, ông ta muốn gì? Em không biết. Anh nên ngăn chặn hoặc dằn mặt trước thì hơn. Thôi được, anh biết rồi. Thì ra nó chính là bé Bồng, đứa con gái mà mình đã trao đổi để cứu mạng. Bây giờ mình nói ra, liệu nó có tin hay không? Hay là nó sẽ oán trách và thù ghét mình? Má con Bồng ơi, tôi có lỗi với bà. Nhưng năm xưa tôi không dứt khoát tráo con bé Bầu thì làm sao giữ được mạng sống cho đến bây giờ. Lại là chú Tính. Anh như con thiêu thân lao vào ánh sáng. Anh đi cua buồn quán rồi anh biết không? Anh hãy dừng tay lại đi trước khi quá muộn. Em đi. Anh im đi. Nếu như tình lòng Tính thì có ngày chết không kịp hối đó. Chú, con chưa ngủ sao? Con đang suy nghĩ về chuyện gì vậy? Dạ không, đầu óc con đang trống rỗng. Đừng nói rằng con đang chùng tay vì cái chết con trai lớn của lão Tùng. Chú à, tại sao lão Tùng lại giết ba con? Tại sao lão ta lại đem em gái con về nuôi? Hành động của lão ta thiệt là khó hiểu và kỳ quặc, không thể nào lý giải được. Đơn giản vì hắn ta không ngủ yên về những tội án mình gây ra, nên muốn nhổ cỏ tận gốc. Đến khi không giết được con, hắn nghĩ ngay sẽ có ngày con sẽ quay trở về trả thù, cho nên buộc phải nghĩ đến lá chắn là em gái của con để phòng bị về sau. Nhưng chính chú đã tận mắt chứng kiến lão Tùng đâm chết ba con ở khu rừng biên giới sao? Sao con lại hỏi vậy? Hay con có nghi ngờ gì sao? Dạ không, con hơi hoang mang thôi. Thôi chú về phòng đi, con muốn nằm nghỉ. À, dám đến căn nhà này sao?
Kìa chị, chị cho em vô nhà đi. Tôi nghĩ chú không nên đến đây. Em rất muốn gặp ba mà. Tôi nghĩ chú không nên làm phiền ba lúc này. Nhưng mà em có chuyện muốn bàn với ba. Má chú về quê rồi hay còn trên này? Dạ, má em về hồi sáng. Nhưng mà sao chị hỏi chuyện này? Má chú đã đến đây gặp ba. Gặp ba? Má đã nói gì? Tôi không rõ. Nhưng sau đó thì ba đóng chặt cửa và không tiếp bất kỳ ai. Kể cái điện thoại cũng không nghe luôn. Hèn gì, trước khi má về quê, thái độ của má rất tức giận. Ba cũng đau khổ và trầm uất sau khi má chú về. Chị à, em muốn hỏi chị một chuyện. Chú muốn hỏi gì? Em biết là sự ra đi của anh Võ chưa làm cho chị ngu ngoan, nhưng mà em rất muốn biết sự thật. Tại sao cái vali em cầm đi sao không phải là tiền thật mà là tiền âm phủ? Em muốn biết chị và ba đã lấy tiền ra từ lúc nào, và ai là người kiểm tra số tiền đó trước khi rời khỏi nhà. Em xin lỗi, em không muốn nhắc đến chuyện đau lòng. Chú có thể đừng nhắc tới chuyện này nữa được không? Em xin lỗi. Anh đang ở đâu vậy? Em muốn gặp anh gấp. Vậy là nó đã có ý nghi ngờ. Tính thằng này rất ngoan cố. Nó muốn biết chuyện gì là nó không chịu từ bỏ và sẽ đeo đuổi tới cùng. Em sợ nó sao? Em không lý giải được số tiền bị đánh tráo trong vali, nên e là nó sẽ nghi ngờ lung tung. Em yên tâm đi, nó chưa kịp hiểu chuyện gì thì chắc chắn nó đã tiêu đời rồi. Hả? Anh tính làm gì? Anh còn muốn lấy bao nhiêu mạng người nữa thì anh mới hả dạ chứ. Em sao vậy? Em đang ngồi trước mộ của ba mẹ đó, có cần anh nhắc lại cho em nhớ thân thế của em không? Hai người nằm dưới cái mộ này đã chết vì bị người trong nhà đó sát hại. Em cần phải nhớ như in trong đầu, những người trong căn nhà đó đã mắc nợ anh em tụi mình. Đó không phải là người em mang ơn, mà là kẻ thù đã giết ba mẹ của mình. Anh hai à, em mệt mỏi lắm, anh biết không? Tại sao không phải là ai khác mà bi kịch cuộc đời lại cứ xảy ra với em chứ? Anh có bao giờ cảm nhận được sự đau đớn mà em đã trải qua suốt mấy ngày nay chưa? Em ước gì được ngủ một giấc dài và không bao giờ thức dậy nữa cả. Đó cũng là điều giải thoát nhanh nhất cho em vào lúc này. Như vậy em cần phải tỉnh táo và nhận ra rằng những gì mà em đang phải gánh chịu đó là do ông Tùng đã gây ra cho cuộc đời của em. Em cần phải trả lại cho hắn, phải trả gấp đôi. Em phải luôn ghi nhớ trong đầu, kể cả trong giấc ngủ của mình. Em không sao chứ? Sau cái chết của anh Võ, em hoàn toàn suy sụp tinh thần. Em cảm thấy rất đau đầu và thường xuyên mất ngủ.
Anh xin lỗi, đã không nghĩ đến tâm trạng của em. Thôi, em về đây. Anh nên cẩn trọng mọi chuyện. Bây giờ em chỉ còn anh là người thân duy nhất. Em không muốn mất đi chỗ dựa cuối cùng này. Chuyện này tôi không biết nên khóc hay nên cười. Ba nó còn sống sờ sờ ở đây mà nó cứ đi thắp nhang cho người khác. Lỗi đâu phải do nó, mà chính là tôi đã khiến nó rơi vào cảnh tréo ngoe này. Chuyện đập chè còn đẩy nó đến con đường trả thù mù quáng và lẳng nhách. Nếu tôi nói ra sự thật động trời này thì không biết nó sẽ phản ứng như thế nào. Còn tiếp tục im lặng, nó sẽ càng lún sâu vào tội lỗi. Tội nghiệp con gái của tôi quá. Alo, ba hả? Ba đi đâu mà sớm quá vậy? Sáng ra con đã không thấy ba rồi, bộ ba đi nhậu nữa hả? Ừ, đâu, đâu có, ba đi về quê. Ba đi về quê? Sao ba không nói với con tiếng nào hết vậy? Bộ ba giận con hả? Đâu có, tại ba thấy nhớ má mày, muốn về thăm bả, giờ sẵn về thăm nhà cửa luôn. Vậy chừng nào ba lên? Hay là ba ở dưới luôn đi, mai mốt con về. Ba về, quay lên liền hả? Ba sẽ dẫn con đi tới một chỗ này. Đi đâu vậy ba? À, thì tới lúc đó con sẽ biết. Thôi, máy ba sắp hết pin rồi, ba cúp máy nghe. Con cũng phải biết ba má của con là ai chứ. Ba sẽ dẫn con đi thăm mộ ba má con. Tôi tiếc là chưa dẫn con về gặp bà được, nhưng bà yên tâm, nó khỏe mạnh khôn lớn lắm. Báo tin mừng cho bà luôn, mình cũng có đứa cháu ngoại 7 tuổi rồi đó. Mai mốt nhất định tôi sẽ dẫn mẹ con nó về đây để thắp nhang cho bà. Ngay bây giờ nó đang bị rối nùi giữa cái dòng lẫn quẩn vì tưởng mình là con của Sáu Bính, rồi nghe lời xúi giục của thằng Lâm Minh, nên càng lúc nó càng lún sâu vào chuyện tội lỗi. Tôi lo lắm, không biết nó đã làm gì rồi. Nó mà có bị gì, chắc tôi không dám nhìn mặt bà luôn quá. Nhưng tôi hứa với bà sẽ làm mọi cách để cứu con gái của mình ra khỏi cái vụ rắc rối này, không để nó vướng vào pháp luật. Ngày mai tôi trở lên Sài Gòn ngó chừng nó. Bà nhớ phù hộ cho con bé bầu nhà mình nhé bà. Vô đi. Dạ thưa ba, có Lâm Minh muốn gặp ba. Vậy hả? Dạ. Con đã chờ ba một chút. Dạ. Dạ, dạ con chào bác. Bác rất vui vì con đến tìm bác. Dạ con xin lỗi,
Đáng lý ra khi bé nằm bệnh viện con phải đến thăm, nhưng mấy lần đứng trước cửa phòng bệnh con lại chần chừ. Con cảm thấy hậu thẹn không dám đối diện với bác. Mấy chuyện đó bỏ qua đi Lâm Minh. Con hiểu được là bác cảm thấy hạnh phúc rồi. Con không thể không xin lỗi về những gì mà con đã gây ra cho bác trong thời gian qua. Con thiệt là hồ đồ. Sẵn đây con xin phép chào bác, để con quay về bên đó. Tao lại quay về bên đó? Ở đây là nơi sinh ra con mà. Ba mẹ con và em gái của con cũng đang ở đây mà. Nhưng mà nếu con không thấy phiền thì bác có ý kiến thế này. Con nên qua công ty của bác làm việc. Bác tin rằng với khả năng sẵn có, nếu có đất dụng võ thì con sẽ phát huy hết khả năng của mình. Bác không cần con phải trả lời ngay bây giờ, nhưng con cứ suy nghĩ. Bác sẽ chờ và hy vọng sẽ gặp con ở công ty Trường Giang. Dạ. Dạ thưa bác, con về. Ừ, con về. Dạ, con chào bác. Bà, chuyện bà đề nghị anh Lâm Minh vào công ty, còn sợ vấp phải sự phản đối của các cổ đông. Bà nghĩ không thành vấn đề đâu con. Bà sẽ thuyết phục được họ vì lợi ích chung. Hiện nay tâm trạng sức khỏe của con không được tốt. Bà muốn tìm những người giỏi như Lâm Minh vào phụ giúp và gánh vác bớt áp lực cho con. Sắp tới bà cũng có ý định rút lui và muốn để con lên thay thế điều hành công ty. Như vậy vị trí của con chắc chắn phải có người đảm nhiệm. Người đó không ai thích hợp bằng Lâm Minh, chính là anh trai của con. Bà tin rằng hai anh em của con phối hợp sẽ làm cho công ty ổn định và vượt qua tình trạng trì trệ vừa qua. Chuyện con về công ty Trường Giang cũng là một điều hay. Giao tận sào huyệt để tung hoành thì quá tuyệt. Có sự trợ giúp của Nguyệt thì sẽ nhanh chóng thực hiện kế hoạch thôn tính công ty này. Chú yên tâm đi, ngày đó sẽ không xa đâu. Chú sẽ được bước vào công ty Trường Giang để ngồi vào ghế chủ tịch công ty một cách hợp pháp. Chúng ta nên nâng ly chúc mừng chuyện này. Chúc mừng chú. Còn quá sớm không? Không đâu chú à. Mọi chuyện đang đi theo đúng những gì chúng ta muốn. Chỉ còn lại là thời gian thôi. Vậy thì chúc mừng tân tổng giám đốc công ty Trường Giang. Và chúc mừng chủ tịch hội đồng quản trị công ty Trường Giang. Mời chú. Anh nghĩ Lâm Minh đang dao động sao? Anh không dám chắc, nhưng nó hay bị dao động vì Lâm Minh rất si mê con Ngọc. Con này rất ghê gớm và đanh đá, cho nên anh đã không có thiện cảm với nó từ lâu. Từ hồi Lâm Minh về đây và dứt tình với nó, anh cũng thấy yên tâm. Nhưng không ngờ nó đeo bám thằng Minh về tận đây để làm kỳ đà cản mũi. Con nhỏ đó phiền phức vậy sao? Liệu nó có làm hỏng kế hoạch anh và Lâm Minh đang thực hiện không? Anh nghĩ nó không đáng ngại. Anh đừng có chủ quan. Chọc giận đàn bà thì có ngày chết mà không biết gì sao đó nha. Em đang nói thưa em chủ đó sao? Có điện thoại. Ai vậy? Dạ anh Tân Minh bất động sản. Rồi chờ chút. Anh đợi em một chút nha.
Cô Ngọc, được gặp cô ở Việt Nam thật là happy. Mời cô ngồi. Chứ không phải là ông đã biết tôi có mặt ở đây từ lâu rồi sao? Không hề. Cũng không nghe Lâm Minh nhắc tới sự xuất hiện của cô tại Việt Nam. Ok, chuyện đó không quan trọng. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính, để khỏi mất thời gian quý báu của ông. Tôi đang lắng nghe đây. Nào cô bé, bắt đầu đi. Ông Tính, tôi biết là ông không thích tôi quanh quẩn bên Lâm Minh, và càng không muốn sự có mặt của tôi ở nơi này. Những hành động ngăn cấm và cản trở của ông xem ra lố bịch và quá thừa thãi. Có thể là ông cho mình cái quyền hạn, với cái ảo tưởng và tầm ảnh hưởng của ông đối với Lâm Minh. Nhưng tôi nhắc cho ông nhớ, ông không thể và cũng không phải là ba của anh ấy. Cho nên là ông đừng có thái quá để nhận lấy sự hụt hẫng về mình. Tôi chưa bao giờ mạo nhận và tự cho mình cái quyền ấy. Lý tưởng và cuộc sống của Lâm Minh là do nó tự quyết định. Nhưng ông đã tiêm nhiễm nhà đầu độc Lâm Minh những suy nghĩ oán hận và trả thù. Trên đời này không có cha mẹ nào muốn đẩy con mình vào những trò mạo hiểm và đánh đổi sinh mạng một cách liều lĩnh. Ông hiểu tôi đang nói gì mà. Tôi nghĩ là ông nên buông tha cho anh ấy đi. Nếu thực sự Lâm Minh nghe lời tôi khuyên bảo thì tốt cho tương lai của nó lắm. Cô có tò mò muốn biết điều đầu tiên mà tôi khuyên nó là gì không? Là hãy tránh xa cô ngay, vì chỉ chuốc lấy sự phiền phức và cản trở tương lai của nó. Tôi hỏi ông, tại sao năm xưa ông cứu Lâm Minh và nuôi khôn lớn? Vì tình bạn năm xưa, vì lời hứa với người đã chết. Toàn là lừa mị. Sự thật là ông đang tạo ra một công cụ để trả thù. Trong hận thù của riêng ông. Tôi nói có đúng không ông Tính? Cô có hơi quá nghiêm trọng và kịch tính quá không? Thật sự chuyện Lâm Minh đang làm cô hiểu được bao nhiêu? Nếu cô không tin thì tôi sẽ hỏi nó và trả lời cho cô. Ok. Hôm nay lại mất thời gian vô bổ vì những chuyện không đâu. Ok. Những gì cần nói tôi đã nói hết với ông rồi. Xin phép ông. Có phải anh đã đến cà phê Thiên Hương và gây sự với chú Tính không? Ông ta đã nói gì với anh? Không, chị Thiên Hương cũng có mặt ở đó và nghe hết những gì em đã nói với chú Tính. Vậy anh tin bà ta hơn em sao? Không phải là chuyện tin hay không tin, nhưng mà anh nhắc em lần cuối cùng, chuyện của anh và em chia tay là quyết định của anh, không liên quan tới chú Tính. Em đừng nói những lời xúc phạm tới chú ấy, anh sẽ không tha cho em đâu. Anh có biết tại sao em nhắn tin chuyện Hiệp báo công an phục bắt anh không? Tại vì em lo anh gặp chuyện. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là em tán thành chuyện anh đang làm hiện nay, anh biết không? Anh nhắc lại cho em lần cuối, đó là chuyện riêng của anh, không cần em phải vậy không? Lâm Minh, anh nên tỉnh táo để nhận thấy bản chất thật của một con người. Em không muốn anh xa lầy, rơi vào con đường hận thù mù quáng không lối thoát. Ngay bây giờ dừng lại vẫn còn kịp mà anh. Nghe em đi. Cuối cùng thì mày cũng lòi cái đuôi ra rồi. Thật mà chưa. Coi hình ấy ăn ảnh lắm. Để tôi đưa hình cho thằng rể với con gái tao coi. Là bộ giả khùng giả điên hả? Có cái thằng này Lâm Minh đi mà. À, hóa ra tụi bay là đồng bọn. Vậy là nó đang âm mưu tính toán gì nhỉ? Khi con Ngọc lọt vô nhà mình, giả khùng làm nổi gián.
không biết có liên quan tới bé bầu của ta. Trời, chết. Không khéo con bé bầu nó chết chùm dưới đám này. Không được, mình phải triệt tụi này rồi báo cho bé bầu biết mới được. Ngọc, hồi sáng giờ cô đi đâu vậy? Cô có biết đường đâu mà đi lung tung vậy? Đi hẹn trai chứ đâu. Ba à, ba để con hỏi Ngọc. Ngọc, thực sự là cô có mất trí nhớ không? Nó mất trí nhớ ở cái nhà này thôi. Ra đường cái mặt ranh như quỷ vậy đó. Cô nói đi, mục đích cô tiếp cận tôi mà vào nhà này để làm gì? Cô nói thật đi, chúng tôi có gì để cô lợi dụng hay là lường gạt? Hỏi như vậy cũng như không hỏi. Bắt nó lên công an đi rồi biết hết mọi chuyện chứ gì. Anh yêu, chú này nói gì cô mang vậy? Em sợ lắm á. Trời ơi, má ơi, má ơi. Buông ra. Nếu mà thi diễn viên á, chắc má đoạt giải xuất sắc quá. Nói quệt tẹt ra cho cô khỏi diễn luôn. Hồi sáng á, tôi thấy cô đứng ở đầu hẻm với cái thằng quỷ sống kia. Hai người nói chuyện rất là căng thẳng mà quan trọng lắm nha. Không như là, không như là cái kiểu mà anh yêu mới ra. Cô với thằng quỷ đó âm mưu cái gì? Hôm trước nó lãng vảng ở nhà này rồi, làm như tôi không nhớ hả? Những gì ba tôi nói có đúng không Ngọc? Không. Đừng có nói nhiều, dẫn nó lên công an đi. Ôi, đừng có bắt tôi mà. Chú là người xấu, anh yêu cứu em. Cứu em với. Bác đừng hành động như vậy không nên. Mọi chuyện chưa ngã ngủ trắng đen mà. Mày muốn trắng nó cỡ nào? Nó đã trắng giả rồi đó con. Tao biết nói ra tụi bay sẽ nghi tao có ý xấu với nó. Cũng may là tao lanh trí có chụp hình lại cho tụi bay sáng mắt nè. Nhìn đi rồi biết. Cái mặt nó tỉnh táo còn hơn tròn nữa. Ở đó mà mất trí nhớ. Coi đi. Thưởng thức đi. Để coi cô còn dám chối cãi nữa không. Thằng già này mà nói là có chứng cứ hẳn hòi. Không hề nói bậy. Nhìn đi. Ngạc nhiên chưa? Hú hồn chưa? Rất đẹp đôi. Tụi mày sáng mắt ra chưa? Nó lộ nguyên hình là con cáo rồi đó. Đờ người rồi chứ gì? Không tin vào mắt mình rồi chứ gì? Tao sẽ cho tụi mày coi nữa nè. Đó. Hú hồn chưa? Mấy hình này tao chụp với bà bóng bông riêu mà. Lộn lộn. Chỉnh lại chỉnh lại. Hãy chỉnh lại. Ủa, sao không thấy mấy hình hồi sáng ta? Cái điện thoại quái quỷ này sao vậy được? Không lẽ chụp hình vô mà nó không lưu? Ba, ba đừng có giở trò nữa được không? Mày tao nói cái gì tụi mày cũng không tin. Mà cứ tin con khùng đó. Mà nó đâu có khùng. Nó nói chuyện một mình mà không ai nghe thì nó mới khùng. Còn nó nói ai cũng nghe làm sao nó khùng được. Trời ơi tụi bay. Thank you.
Như vậy thằng Hiệp có nghi ngờ gì không? Không, vì ông già không đưa ra bằng chứng được. Em không nên ở căn nhà đó nữa. Lão ta sẽ theo dõi em và cố tìm ra chứng cứ, chứ không bỏ qua đâu. Nên muốn em rời khỏi căn nhà đó thì anh hãy nghe em, ngừng ngay hành động trả thù đi. Hai chuyện không hề liên quan tới nhau. Em đừng thách thức anh như vậy. Tại sao lúc nào anh cũng là người áp đặt chứ? Em đừng cố chấp như vậy. Chuyện này không đùa đâu. Nếu thằng Hiệp biết chuyện này, em sẽ nguy hiểm tới tính mạng đó. Không phải ai cũng như anh đâu. Nhưng mà em sẽ làm theo ý của anh. Nếu như anh làm theo ý em, thôi em phải theo Trúc về đây. Bao nhiêu tiền vậy anh? Dạ 5.000. Cảm ơn chị. Động thái của lão ta mấy hôm nay như thế nào? Hiện nay ông ta đang liên lạc với một người trong giang hồ để dò la tin tức. Người này cũng có số má, nhưng bây giờ thì đã hoàn lương và làm nghề sửa xe để kiếm sống. Lão ta muốn tìm gì? Tìm kẻ đã thuê bọn bắt cóc để hại chết Võ. Có lẽ lão ta không bỏ qua chuyện này và quyết truy đến cùng. Vậy cũng tốt, rồi hắn cũng sẽ biết được sự thật. Chỉ sợ hắn sẽ đứng không vững khi biết được điều đó. Có thể người ông ta nghi ngờ là Hiệp, nhưng cũng có thể là em. Vì chuyện 4 tỷ biến mất, chỉ có em và Hiệp mà thôi. Em đâu cần 4 tỷ đó làm gì. Cái mà em cần là gia tài của lão già chết tiệt đó. Hiện nay em đã được ủy quyền điều hành công ty. Đi chơi đi. Thì em đã tiến gần mục tiêu rồi đó. Chỉ cần em mạnh tay là tất cả sẽ thuộc về em. Đừng quỷ mị hay suy nghĩ dớ dẫn nữa. Còn anh, sau này anh tính thế nào? Anh không cùng em hưởng cuộc sống phú quý sao? Anh chỉ cần thấy gã chết thê thảm là anh đã làm tròn lời hứa của ba mẹ rồi. Rồi anh sẽ về nước để chung sống với Ngọc. Bên đó mới là cuộc sống thực sự dành cho anh. Thôi, giờ em về trước. Có gì mới em sẽ báo liền cho anh. Em nhớ thăm mộ ba mẹ khi nào rảnh nha. Em biết rồi anh. Trời đi. Con lại không nổi, lại không nổi. Mày pha đá mà pha đá. Chết rồi, tình hình này kéo dài sẽ chết chắc. Nếu có một hiểu lầm rồi nghe lời thằng Lâm Minh xúi dục làm bẫy, tại cái thằng quỷ nhỏ đó càng ràng làm mình không tiến lại gần nghe được cái gì hết. Bây giờ làm sao đây? Phải theo Lâm Minh để xem nó tính toán chuyện gì, còn ra tay tiệt để kéo con mình ra khỏi mối bồng bóng này mới được.
Dạ anh dùng gì cho ly cà phê đá. Dạ. Dạ chú dùng gì ạ? Chú chọn đi ạ. Trời, sao mắc quá vậy? Dạ không mắc đâu chú. Ở đây có trà đá không? Dạ có. Ừ, cho chú chờ con một chút. Dạ trà đá không có tính tiền. Cho ly đi. Dạ. Dạ. Dạ con chào chú. Ờ. Mời chú ngồi. Ừ, ngồi đi. Ủa, ông này quen quen. Gặp ở đâu ta? À đúng rồi, ở bệnh viện. Sao thằng Lâm Minh lại đến đây gặp hắn ta? Ông này thật sự là ai? Có liên quan gì đến chuyện ân oán này? Dây mơ rễ má gì với nhau? Không sao, tất cả sẽ được giải đáp khi mình nghe được hai thằng này nói chuyện. Xin hỏi quý khách dùng gì ạ? Thì kêu trà đá rồi. Trà đá là miễn phí. Chú uống gì? Chú uống nước đi. Để con bưng ra. Thôi được rồi, chú kêu. Thế nào, có tin tức gì mới không? Dạ, con vừa mới đi gặp Nguyên. Nó cho biết lão ta đang truy tìm kẻ bắt cóc, để lần ra kẻ đứng sau lưu vụ này. Vậy con tính sao? Con sẽ tương kế tựu kế và sẽ cho hắn gặp mặt. Giỏi, đúng ý chú đó. Con theo chú bao nhiêu năm nay cũng phải học hỏi được vài điều chứ hả? Vậy còn công ty tình hình thế nào? Bây giờ Nguyệt đã lên điều hành công ty. Con đang âm thầm tiến hành theo kế hoạch mà chú đã đề ra. Mọi việc rất thuận lợi. Đợi khi nắm hết, ta lật ngửa bài, cho cổ phiếu sụt xuống tới mức thấp nhất, buộc hắn phải tuyên bố phá sản. Ok, rất tốt. Vậy hắn có nghi ngờ gì con không? Hoàn toàn không chú à. Trái lại còn rất tin tưởng con. Vì hiện nay bên cạnh hắn không còn ai ngoài con và Nguyệt. Vậy thì anh em con thâu tóm một quyền hành trong công ty rồi. Dạ, thôi con về đây. Có gì con sẽ liên lạc với chú sau. Dạ. Anh yêu, hôm nay có món ngon chờ anh đến đó. Anh vô ăn đi, kẻo nguội. Vậy hả? Được rồi. Ủa, mấy em sao bàn này không mang nước ra vậy? Anh gọi gì chưa ạ? Kêu rồi, cà phê đá. Dạ, anh chờ chút xíu nha. Nhân viên sẽ mang ra liền. Còn bà chủ quán ẹo ẹo này nữa, hình như tụi nó cùng một ruột dính chùm với nhau. Chắc chắn đây là sòng của bọn chúng. Bực mình không nghe được cái gì hết. Không sao, mình đã biết sòng của bọn chúng, lần sau sẽ quay lại để dò ra, chắc chắn sẽ tìm được manh mối để lôi con gái mình ra khỏi cái đám quỷ quái này mới được. Còn bây giờ phải tìm cách rút êm để khỏi trả tiền ly cà phê đá này mới được. Kêu nãy giờ mới đem ra, có ly cà phê đá lâu như gà mở cửa mã vậy á. Hết thèm rồi, đem đi cất đi. Phê bắp mà cố luôn, mai làm uống đỡ tốn tiền. Anh thấy ông ta có quen không? Hồi nãy giờ em thấy ông ta theo dõi anh và Lâm Minh đó. Em thấy rất khả nghi.
Có khách sợp á thì phải sửa chứ anh. Đại ca, giờ này đại ca gì nữa mày? Anh lúc nào cũng là đại ca của tụi em hết á. Nhớ lúc á em bị tụi thằng cọc truy sát, nếu anh không cứu em á thì anh đâu có bị bắt. Bỏ đi súng, tao bây giờ đã làm ăn lương thiện rồi, mày đừng nhắc ba cái chuyện cũ nữa. À, mà tụi nó nói đại ca muốn tìm em hả? Có chuyện gì không đại ca? Thằng nào đắc tội với đại ca hả? Nó là thằng nào, ở đâu? Tao muốn nhờ chú em mày tìm cho tao manh mối. À, vậy hả? Đại ca nói đi. Mới đây có một vụ bắt cóc tống tiền, công an đang điều tra. Mày có biết thằng này làm không? Em biết. Sau vụ đó tụi nó trốn biệt tâm, đâu có dám ló đầu ra. Nghe nói á, tụi nó trốn bên Miên, chừng nào em chuyện rồi quay về. Nhưng mà sao đại ca quan tâm tới chuyện đó vậy? Mày tìm cái thằng chủ chốt cho tao, tao cần gặp bằng đó. Dạ, chuyện nhỏ. Nghe tin tuần sau nó quay về đây á, để lấy tiền vụ đó đó, em sẽ báo đại ca liền. Nhớ đó. Dạ em đi nha đại ca. Ừ. Sự ai đã làm chuyện này? Nếu con có Linh Thiêm thì hãy dẫn đường chỉ lối cho ba biết kẻ nào đứng sau lưng xúi giục và sát hại con. Dù đó là ai, ba cũng sẽ không bao giờ tha thứ. Ông anh đang đợi ai hả? Không. Vậy ông anh đang tìm ai à? Cũng không. Vậy ông anh uống gì? Uống gì cũng được. Cà phê nha. À hả? Chủ quán xinh đẹp vậy sao quán không đông ta? Ủa, ông anh nói ai đẹp vậy ta? Với bộ hỏi ngược lại nữa. Ủa, sao tôi không thấy ông chủ ta? Làm gì mà có ông chủ? Chiều trước ông gì đó thấy có vẻ thân mật lắm mà. Bị ông anh bắt quả tang rồi. Thế sao biết vậy chứ, đâu biết thắc mắc. Ủa, mà ông tên gì ta? Em không muốn nhắc đến ông ta nữa. Hôm nay ông không đến nữa. Ông ta chỉ coi nơi đây là quán trọ, đến rồi đi. Trời ơi, nói gì có vẻ tâm trạng quá vậy. Chắc là ông ta có gia đình riêng phải không? Trời đất ơi, sao cái gì ông anh cũng biết hết trơn vậy. Ông anh á, có phải là thầy bói không? Thật ra tôi không có hành nghề, nhưng mà tôi con mắt nhìn tướng đó nghe. Cô em đây nhìn rất là sang trọng nhưng mà rất là khổ tâm. Tình duyên thì lận đận, nhiều mối, tối thì nằm không. Ông anh á, là nó đúng nữa rồi. Đi nè, đưa bàn tay tôi coi cho. Tay nào? Tay này, không phải này, cái nhẫn. Đi coi. Này, cái này. Thank you.
Alo, tôi nghe đây. Chuyện tôi nhờ anh đã có tin mới hả? Thật vậy sao? Được rồi, tôi sẽ đến liền. Chuyện gì vậy anh? Người anh nhờ đã tìm được kẻ đứng sau lưng bắt cóc anh Võ. Ai vậy anh? Người đó có quen không? Anh không biết, nhưng có dính líu tới Nguyệt, vợ của anh Võ. Thật vậy hả anh? Chuyện này không thể nào tin được. Muốn biết chính xác thì phải đến chỗ hẹn gấp. Nguyệt và kẻ đó đang gặp nhau ở công viên Thế Kỷ. Bây giờ anh đi liền hả? Ừ, anh sẽ qua rước ba cùng đi, đồng thời báo công an bắt gọn tên đó tại trận. Anh nhớ là cẩn thận nha. Ừ, em ở nhà chờ tin của anh nghe. Dạ. Cẩn thận nha anh. Ngọc đi đâu vậy? Ngọc đi mua bánh kẹo. Ngọc thèm bánh kẹo. Ngọc đi mua bánh kẹo. Thôi Ngọc đừng có đi. Thôi Ngọc đi mua bánh kẹo. Ngọc đi tìm anh yêu. Thôi Ngọc ở nhà đi. Nói gì anh không hiểu? Có phải anh và Nguyệt đã ở công viên Thế Kỷ đúng không? Có người báo cho Hiệp biết. Cho Hiệp báo công an để bắt anh đó. Hiệp cũng biết chuyện chị Nguyệt dính líu đến chuyện anh Võ. Chạy nhanh đi anh, nghe em, rời khỏi chỗ đó nhanh đi anh. Em bình tĩnh đã. Em nói cái gì mà lung tung vậy? Anh đang ở công ty mà, đâu có hẹn Nguyệt ở công viên Thế Kỷ đâu. Em nghe được tin gì? Coi chừng em bị mắc bẫy đó. Alo. 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 Em à. Có chuyện gì vậy anh? Ngọc mới cho điện thoại nói lung tung. Anh sợ là Ngọc có chuyện. Nhưng mà nói chuyện gì mới được? Nó nói Hiệp dẫn công an đến bắt anh ở công viên Thế Kỷ. Còn nói rằng anh và em hẹn nhau ở đó nữa. Sao lại nói đúng địa điểm mình hay gặp vậy? Nhưng mà Ngọc nghe ai nói? Thằng Hiệp còn nói là em đã dính líu và cơ công an đến bắt nữa. Cái gì? Rồi Ngọc nói gì nữa hả? Đến lúc đó thì anh không liên lạc được với Ngọc. Anh nghĩ đây là cái bẫy của thằng Hiệp để mà thử Ngọc. Nếu vậy thì Ngọc đang gặp nguy hiểm đó. Được rồi anh bình tĩnh đi. Nhưng sao Hiệp biết em có dính líu? Nó nghi ngờ hay là có bằng chứng cụ thể? Hay bây giờ em hãy đến nhà nó xem thử thế nào. Tìm Ngọc giùm anh luôn nha. Nha. Dạ em biết rồi. Có gì điện thoại cho anh biết liền nha. Dạ dạ. Ngọc, thực sự cô là ai? Thì là kẻ xấu thì là ai? Không hỏi cũng biết rồi. Đó, bây giờ không có nói nhiều nữa. Cứ kéo cô ta ra phường công an đi. Thì cái gì cũng khai ra hết à. Đây, 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 đây. Đây, 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 đây. Bác, bác buông cô ta ra đi. Ngọc, tôi biết cô đang bị lợi dụng và bị khống chế nên mới làm vậy. Tôi không nghĩ cô là người xấu hay là hạng lừa đảo. Tôi tin cô không muốn hại chúng tôi. Có phải cô biết kẻ đứng sau lưng vụ bắt cóc tống tiền đúng không? Cô nói cho tôi biết đi.
Trời ơi, tao sợ tụi mày luôn á. Sợ sợ vậy mà nói nó không phải là người xấu, không phải lừa đảo, chứ là gì? Ngây thơ thánh thiện chắc. Không cần hại cho mùi với nó. Cái hạng người này để công an tra cổ nó mới chịu khai. Để mày đi. Bắt đi con. Ngọc, tôi hỏi cô một lần cuối, kẻ đó là ai? Nếu cô mà không nói, buộc lòng tôi phải báo công an. Đừng làm vậy mà. Tôi xin anh đó. Không làm vậy thì chứ làm sao? Con Trúc với thằng Hiệp nó đã cho cô đường sống đó. Một là chỉ với tụi tôi thằng đó. Hai là lên công an. Cô chọn cái nào? Giờ này sao chưa tới vậy sao? Trời ơi, làm việc gì kỳ vậy sao? Sao phải lên sớm chứ? Giờ này người ta làm mà sao chưa tới là sao? Trời ơi, làm ăn gì kỳ quá đi à. Sao phải tới chứ? Sao tới liền nghe chưa? Tụi em đang làm ở trên đây nè. Trời ơi, sao giờ này sao chưa tới? Dừng điện thoại. Bà con ơi, dừng điện thoại kìa. Lấy tôi đi. Bà con ơi, lấy tôi điện thoại đi. Đáng đời. Muốn chơi tôi hả? Ông chơi không lại con này đâu. Đó. Nghĩ sao mà nói ba là đồng bọn của cướp giật. May lại mấy anh công an phường sáng suốt thả ba ra, chứ không thôi ngủ trên phường thấy không? Mọi chuyện cũng tại nhỏ đó không à. Thảo quyệt thiệt á. Giờ nó chạy mất tiêu mà sao tìm nó được. Bực bội thiệt á. Alo, em đã tìm được Ngọc chưa hả? Em không gặp, nhưng nghe ông già ba của con Trúc nói á là Ngọc đã bỏ đi. Đi đâu thì không ai biết. Sao cô ấy không điện thoại cho anh? Anh đừng lo, Ngọc đủ khôn ngoan để lo cho mình mà. Có điều này em thấy lo lắng lắm. Hình như thằng Hiệp nó đã có ý nghi ngờ em. Nhưng không đủ chứng cớ mà thôi. Kéo dài chuyện này em e sẽ bất tiện. Em nghĩ là em đã bắt đầu theo dõi em sao? Chắc chắn nó đã có ý nghi ngờ rồi. Nếu vậy thì
em nên dẫn Hiệp đi gặp một người. Người nào? Người trong nhóm bắt cóc. Để làm gì? Em cứ làm theo hướng dẫn của anh. Chuyện đó cứ để anh lo. Mà nè, anh phải tìm được Ngọc. Nếu như để bọn họ đưa Ngọc lên công an thì nguy lắm. Anh biết rồi. Mày là băng nhóm nào mà mày theo dõi tao? Mày không nhớ tao sao? Ê, mày đừng có làm bậy nha. Mày đánh không có lại tao đâu đó. Tao biết mày chỉ là cắt ké thôi, không phải là chủ mưu. Tao chỉ muốn biết kẻ đứng sau lưng thuê mướn tụi mày bắt cóc tống tiền là ai. Tao không biết ai hết á. Mày có biết là đồng phạm bắt cóc tống tiền, tội không phải nhẹ. Mày muốn ngồi tù một mình sao?
Tao hứa, nếu mày khai ra một kẻ thuê mướn mày thì tao sẽ cho mày một con đường sống. Ủa, mà tại sao tao phải tin mày chứ? Chỉ cần mày cho tao biết kẻ đó thì mày sẽ không bị công an bắt đâu. Nhưng nếu mà tao khai ra thì tao cũng đâu có yên với tụi nó đâu. Tao không nói ra thì không ai biết. Tao hứa với mày điều đó. Hiệp đang theo dõi cô đó. Cô ngồi sao nãy giờ nên cô không biết đó. Cô tuyệt đối không được gặp tụi nó nghe. Cô chừng rắc rối lớn lắm đó. Toàn là bộ lưu anh không đó. Ông bằng nói lung tung cái gì vậy? Bắt mới gì cái đeo bám tôi hoài là sao? Hả? Cô không nghe lời tôi, cô dính líu đến pháp luật đó. Cô nghe lời tôi đi. Cô nghe lời tôi đi mà. Nè, cô vậy hả? Cô nghe lời tôi đi. Dạ dạ. Nè. Ông làm cái gì vậy hả? Cái gì vậy? Tôi đang nói chuyện làm cái gì vậy? Nè, buông tôi ra coi. Nguyệt, muốn cái gì mà buông? Buông tôi ra. Trời ơi, cái gì vậy? Chạy nhanh giùm em. Nguyệt, nghe tôi đi Nguyệt. Nguyệt à, cô phải nghe lời tôi mà Nguyệt ơi. Nguyệt, cô nghe lời tôi đi mà Nguyệt. Nguyệt. Chú tìm ba hả? Ba đi bác sĩ rồi. Tôi tìm chị. Chuyện gì vậy? Chị về khi nào vậy? Tôi vừa mới thấy chị hẹn với tên trong nhóm bắt cóc anh Võ ở quán cà phê mà. Chú nói cái gì vậy? Tôi đi rước Nam Phương đi học về. Chú hẹn với ai ở quán cà phê? Chị đúng là khéo che đậy. Bây giờ tôi có thể nói chính xác. Chị thông đồng với bọn bắt cóc để hại anh Võ. Chị sẽ trả lời sau với tôi và ba đây. Chú không được nói hồ đồ. Chuyện 4 tỷ mất đi tôi còn chưa tính với chú. Vậy mà bây giờ chú quay qua ngậm máu phun người là sao? Thật ra chị là ai? Chị âm mưu cái gì? Tại sao lại dám làm chuyện động trời như vậy chứ? Đã đến lúc chị phải trả lời cho ba biết. Tại sao chị to đập để hại chồng mình như vậy? Có phải vì tài sản này hay là vì lý do gì khác? Chuyện này trắng đen sẽ rõ ràng thôi. Anh Tùng, anh Tùng. À, chào cậu. Anh ngồi đi. Chuyện đến giờ cậu sao rồi? Đệ tử của tôi đã điều tra được nhóm nào làm việc này. Hiện nay tụi nó đang trốn bên Campuchia. Vừa rồi có một thằng về Việt Nam để nhận tiền của kẻ thuê tụi nó làm. Tôi muốn biết kẻ giấu mặt sau lưng đã thuê tụi nó.
Ông cứ xem những tấm hình này rồi ông sẽ biết kẻ thuê tụi nó làm là ai. Cái thằng đội nón là giang hồ, còn cái thằng đứng kế bên là thằng mướn. Như vậy ông biết người bỏ tiền ở thuê không phải phụ nữ mà là thanh niên. Ông có biết hắn ta không? Vô đi. Bà chưa ngủ hả? Bà đang suy nghĩ gì mà con thấy bà căng thẳng vậy? Con có nghĩ chuyện thằng Võ là có người trong gia đình mình nhúng tay vào không? Con có nghĩ người chủ mưu là thằng Hiệp không? Ba, con biết ba rất đau lòng khi nghĩ tới chuyện này. Ba không muốn dính tới chính quyền cũng vì ba sợ sự thật này, đúng không ba? Nhưng anh Võ chồng con, anh chết thật là oan ức, chết bởi chính tay em ruột của mình. Con cũng nghi ngờ thằng Hiệp sao? Những chuyện diễn ra làm con không thể nào nghĩ khác được ba. Nhưng thằng Hiệp làm vậy để làm gì? Chuyện đó ai cũng thấy. Tiền bạc và quyền lực đã làm cho Hiệp suy nghĩ nông nổi, dẫn đến tán tận lương tâm. Bà không tin chuyện đó? Bà không muốn tin, nhưng còn chắc là trong lòng ba cũng đã nghi ngờ, đúng không ba? Chú Hiệp đã 5 lần 7 lượt muốn mượn tay của bọn chúng để giết chết anh Võ. Từ chuyện báo công an đến chuyện tráo tiền trong vali. Thôi, con đừng nói nữa. Đã vậy, chú Hiệp còn quay qua đổ tội ngược lại cho con là giết chồng. Nó nói vậy sao? Chú Hiệp thật là tàn nhẫn, những câu như vậy cũng dám nói ra được nữa. Nó đúng là không còn tính người. Con là Hiệp nè ba. Con có chuyện muốn nói với ba. Chuyện của anh Võ bị bắt cóc có liên quan tới chị Nguyệt. Chính con đã tận mắt chứng kiến, thấy chị ấy hẹn với một tên trong nhóm đó. Ba, ba có nghe con nói gì không ba? Có chuyện gì vậy ba? Ba đang cầu hình của ai vậy? Đúng là tên này trong nhóm bắt cóc anh Võ này ba. Con đã để hắn chạy thoát, con đã theo dõi hắn sau khi gặp chị Nguyệt. Tại sao chính là mày? Ba, ba đang nghĩ gì vậy? Chỉ có loài cầm thú mới dẫn tâm sát hại người thân của mình. Ba, ba vẫn giữ được thái độ đó, tại sao con làm như vậy hả Hiệp? Ba, thằng Võ là anh ruột của mày mà. Ba, sao ba lại nghĩ con chính là kẻ giết anh Võ chứ? Con, tao không muốn gặp mặt mày nữa.
Quýt đi, trước khi tao báo công an còng tay mày lại. Ba. Quýt đi. Ba. Quýt. Ba. Đồ súc sinh. Ba. 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 Ba ơi. Ba. 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 Ba ơi. Ba. Ba ơi ba. Ba. Ba ơi ba. 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 Ba đừng làm con sợ mà ba. Tình hình ông ta thế nào rồi? Bị trầm cảm và đau đớn lắm. Cú sốc này quá lớn nên ông khó mà gượng nổi. Chưa đâu. Bấy nhiêu đó cũng chưa làm anh hả dạ. Sắp tới hắn sẽ còn sốc nặng hơn. Khi cơ ngơi của hắn đã gây dựng bấy lâu bị tiêu tan trong chớp mắt. Anh định khi nào công bố chuyện bệnh tật của lão ta? Trong tuần. Chắc là lão ta sẽ đau đớn thê thảm vì bao nhiêu là chuyện dồn dập. Không ngờ cuối đời lại bị khốn đốn như vậy. Anh đang nghĩ đến điều gì vậy? Cái ngày mà anh mong đợi nhất là dẫn ông ta ra trước mộ ba mẹ và nói cho kẻ thù biết những gì lão ta đang hứng chịu là sự trừng phạt của đứa trẻ năm xưa nuôi hận báo thù. Lão ta sẽ như thế nào? Bất ngờ, sửng sốt và kinh hoàng. Chắc chắn lão sẽ chết không nhắm mắt khi dở ra mọi thứ. Anh có tin tức gì của Ngọc chưa? Vẫn chưa. Chắc là cô ấy đang ở gần anh, nhưng mà vẫn chưa xuất đầu lộ diện thôi. Anh cũng không lạ gì tánh khí thất thường của cô ta đâu. Dạ, con có oán giận ba không? Chính ba là người đã hại chết con đúng không? Ba rất hối hận khi lúc trước ba đã nghĩ sai về con. Ba không ngờ quyết định của ba đã khiến cho anh em con sát hại lẫn nhau. Có phải ba đang chịu sự trừng phạt của Thượng Đế? Ba hối hận lắm. Võ ơi, mấy người là ai? Tôi có gây thù chuốc oán gì với mấy người đâu. Tại sao bắt tôi vậy? Hả? Dữ bà, tôi không có sung sướng gì đâu. Làm ơn câm cái miệng lại rồi ăn luôn đi. Dạ, em nghe rồi đại ca. Nó vẫn an toàn, không có sức mẻ gì hết á. Dạ, em cho nó ăn uống đầy đủ. Đại ca đừng có lo. Em biết mà. Em đem tính mạng của em ra để đảm bảo với anh là nó không mất một sợi tóc nào hết. Ok, dạ rồi, chào đại ca. Ăn đi bà nội, đừng có nói là tôi ngược đãi mấy người nghe. Vài ngày nữa tôi nhận được tiền á là tôi không thèm giữ bà đâu. Ê, cởi trói cho tôi. Gì? Trói vậy sao tôi ăn? Không có nhiều chuyện nha. Ok, tùy anh đó nha. Bà làm gì vậy? Bà điên hả? Tao sẽ nói mày hình hung tao, để coi mày nhận được tiền không. Nè, bà đừng nói. Bà đừng có nói tầm bậy nha. Bây giờ mày muốn cái gì? Cởi trói cho tao. Không có lộn xộn nha. Bà đừng có giở trò với tôi á.
em đang bị giam giữ tại một nhà trọ. Anh mau cứu em đi. Chú làm ăn như vậy mà đòi nhận tiền thì coi tệ quá. Xin lỗi ông, sẽ không có lần sau. Hai chú đi ra ngoài đi. Đi mày. Ông làm như vậy là ý gì? Ông ăn nói sao với Lâm Minh đây? Giai đoạn này cô nên ở đây để cho kế hoạch của Lâm Minh được an toàn. Vì cô đã bị bọn thằng Hiệp phát hiện, không khéo á sẽ làm liên lụy tới nó đó. Ông đừng có ngụy biện. Tôi nói cho ông biết, tôi mà mất một cọng tóc thì ông không xong với Lâm Minh đâu. Tôi biết cô là người yêu của nó mà. Tôi chỉ tạm thời giữ cô để cho xong xuôi mọi chuyện, rồi sẽ cho cô về với Lâm Minh. Lúc đó nó sẽ cảm ơn tôi vì đã bảo vệ cô rất an toàn và chu đáo. Đi vô. Tụi bay nhớ, không được làm cho cậu mất một cọng tóc nha. Nếu không tao sẽ khó ăn nói với con trai lắm. Giữ nó cẩn thận. Dạ. Ông Tinh, ông đứng lại đó. Thôi em. Buông ra. Trở ra lại. Anh đi đâu vậy? Anh đi cứu Ngọc. Cứu Ngọc? Ngọc đang bị thằng Hiệp giam giữ. Anh có điên không? Đến đó chẳng khác nào nói cho nó biết anh là kẻ đã gây ra mọi chuyện. Anh không cần biết Ngọc đang bị tụi nó giam giữ. Nếu anh không cứu sẽ nguy hiểm tới tính mạng của Ngọc đó. Nếu giờ anh nóng giận sẽ phá vỡ kế hoạch của tuần tới. Anh quên rồi hả? Anh không nhớ gì hết. Anh hai, bình tĩnh lại đi anh. Anh không thể vì một phút không kiềm chế mà phá đi tất cả những kế hoạch đang làm được. Anh đã quên cái chết của ba mẹ rồi sao? Chỉ cần anh bước tới đó thì mọi việc sẽ sụp đổ hoàn toàn. Thù thì không trả được mà lại vướng vào tù tội. Anh ăn nói sao với ba mẹ đây? Có thể trước mắt Ngọc sẽ không bị ảnh hưởng tới tính mạng đâu. Để em tìm cách điều tra rõ mọi chuyện rồi bàn bạc cứu Ngọc ra. Dạ, con nghe nè bác. Con thấy anh ấy buồn lắm. Con không biết thực sự đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn là có gì ghê gớm lắm bác. Dạ, con vẫn đang túc trực bên anh ấy để canh chừng. Có gì con sẽ gọi cho bác sau nha. Dạ. Em, mày đang tiếp bước cha mày mà phải sai lầm nghiêm trọng. Mày đã dám đối đầu với tao thì mày sẽ được đáp trả xứng đáng. Tao sẽ cho mày biết